Người đẹp đến từ Lào, Phanevilai Luanglat sẽ không đại diện cho quê nhà tham dự Miss World Hoa hậu Thế giới 2023. Giải sát này sẽ trở lại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh vào năm sau. Trong khi Miss World 2023 đang khởi động tại Ấn Độ với nhiều hoạt động thú vị, thì ban tổ chức Miss World Laos đã phát thông cáo báo chí với nội dung sẽ không có đại diện tham dự ở mùa giải năm nay. Theo đó, Phanevilai Luanglat, Miss World Lào 2021 sẽ không đeo sát Lào cho mùa giải Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. Phía đơn vị nắm bản quyền cuộc thi không chia sẻ lý do cụ thể mà chỉ nêu. Ban tổ chức cuộc thi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhân sự đã làm việc chăm chỉ để sự kiện diễn ra tốt đẹp đúng như lịch trình đã thống nhất. Chúng tôi phải xin lỗi tất cả các bạn và mong rằng các bạn sẽ hiểu được sự việc xảy ra lần này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm 2024. Thông tin Luanglat vắng mặt vào phút chót khiến cộng đồng sắc đẹp bàn tán sôi nổi. Người đẹp 27 tuổi hiện chưa lên tiếng về vấn đề này. Trong khi đó, trang web Miss World vẫn còn cập nhật ảnh của cô. Quốc gia Lào không phải là một giải sắc quá mạnh tại chiến tuyến Miss World. Thế nhưng, fan sắc đẹp vẫn bày tỏ sự tiếc nuối cho Hoa hậu Phanevilai Luanglat bởi cô đã dành rất nhiều thời gian để trau dồi bản thân với hy vọng sẽ tạo được dấu ấn tốt sau nhiều năm xứ sở triệu voi áo tốt. Phanevilai Luanglat, năm nay 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m74. Tại cuộc thi Miss World Laos, Hoa hậu Thế giới Lào 2021, cô đã giành ngôi vị Á hậu 1. Sau khi Phong Savanh, Shub Havadi trả lại danh hiệu cho ban tổ chức vì khai gian tuổi, cô được bổ nhiệm thay thế. Năng hậu được nhận xét có nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp và là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ nhan sắc quê nhà. Cô từng giành giải Á hậu 3 tại Hoa hậu Vientiane 2016, Miss Vientiane 2016 và Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Lào 2016. Trở lại với Miss World mùa giải năm nay, sau khi Luanglat rút lui, cuộc thi còn khoảng 115 thí sinh. Họ sẽ lần lượt trải qua các vòng thi nghiêm ngặt, gồm tài năng, thử thách thể thao và các sáng kiến từ thiện. Người chiến thắng sẽ được Hoa hậu Carolina Bielaska trao vương miện. Trước đó, Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 dự kiến tổ chức ở UAE, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vào tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, vì xảy ra một số trục trặc, kế hoạch được thay đổi. Hiện tại, các thí sinh đã có mặt tại Ấn Độ và bước vào những hoạt động đầu tiên. Hoa hậu Mai Phương của Việt Nam vẫn đang tràn đầy năng lượng với quyết tâm lọt top cao. Cô nàng ghi điểm bởi sự hoạt ngôn và giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Lúc này, các chuyên gia sắc đẹp cũng đã đưa ra những dự đoán đầu tiên cho ngôi vị cao quý. Theo bảng xếp hạng mới nhất của một chuyên trang khá nổi tiếng, họ vừa đưa ra danh sách 12 cái tên nổi bật nhất, ấn tượng nhất tại mùa giải năm nay. Đáng chú ý, người đẹp quê Đồng Nai được xếp hạng 9/12. Nếu giữ được phong độ như thời điểm hiện tại, chắc chắn cô sẽ có khả năng tiến xa tại Miss World 2023. Không chỉ ghi điểm bởi gu thời trang phù hợp mà Mai Phương còn luôn tỏ ra rất thân thiện. Việc cô liên tục sổ tiếng Anh chào hỏi tiếp viên hàng không ở sân bay cho đến bạn cùng phòng đã khiến fan Việt rất tự hào. Được biết, kết quả của top 12 kể trên không chỉ dựa vào hiệu ứng truyền thông hay lượt theo dõi trên mạng xã hội mà còn về tiềm năng, giao tiếp và đặc biệt là dự án nhân ái, hoạt động thiện nguyện của các thí sinh xuyên suốt thời gian vừa qua. Cô gái đang nhận được nhiều sự yêu mến nhất chính là đến từ Czech Republic. Đại diện Turkey xếp vị trí thứ 2 và đại diện đến từ Thái Lan tạm an toàn ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, việc chuyên trang sắc đẹp để chủ nhà Ấn Độ tạch khỏi top 5 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi lẽ đây là một chiến thần rất mạnh không chỉ ở khu vực châu Á mà còn cả mùa giải năm nay.